trong lúc ban hợp sướng tập lại với bài Hò Kéo Pháo thì tên chính trị viên Thảo xuất hiện nơi cửa hội trường. Hắn đảo mắt một vòng rồi bước lại phía Hóa đứng. Đợi cho câu hát cuối cùng chấm dứt bài hát đang dợt thì hắn lên tiếng: "Này anh Hóa." Hóa quay lại: "Ô anh, tôi đang muốn gặp anh đây." Tên chính trị viên khoa tay: "Tôi quán triệt vấn đề rồi, cứ yên tâm tập dợt như thường. Tôi sẽ ở đây đích thân kiểm tra." Hóa muốn chơi tên quản giáo khối 4 một cái. Anh nhỏ nhẹ nói với tên Thảo: "Báo cáo anh ban nãy đó, theo cái sự lên lớp của anh quản giáo khối 4, anh em đều ái ngại và không có muốn tập tiếp cái bài Mùa Xuân Đầu Tiên nữa." Tên chính trị viên lại xua tay như là đuổi rồi: Tôi đã bảo rồi, tôi trách nhiệm. Và các anh học trình diễn tiếp cái bài ấy đi. Cái nhà anh quản giáo thìn ấy à, thì biết cái đếch gì. Anh ấy học có chưa qua cái lớp 3 ấy mà. Hóa thấy chính trị viên còn coi đồng bọn của nó chẳng ra gì, nên anh không có nói thêm nữa. Anh quay lại điều khiển anh em hát bài Mùa Xuân Đầu Tiên để cho tên chính trị viên duyệt. Tên Thảo đứng coi một lúc và gật gù ra cái chiều chịu lắm. Hắn đi tới đi lui góp ý cho hết toán này sang nhóm nọ. Hắn đứng lại bên cạnh họa sĩ Hiếu Đệ, ngó anh đang vẽ rồng vẽ phượng trên một cái tấm giấy bao xi măng lớn bên hông sân khấu. "À, vẽ khéo đấy nhỉ?" Tên chính trị viên lên tiếng khen vu vơ. "Anh học vẽ lâu chưa?" Hiếu Đệ mới trả lời: "Dạ, báo cáo anh thì cũng gần 30 năm rồi." "Thế thì vững tay nghề lắm nhỉ, mà xưa anh làm gì?" "Dạ, tôi dạy trường cao đẳng mỹ thuật ở Gia Định." "Thế anh đi cải tạo ra sao vậy?" Hiếu Đệ vừa cạo ít bột từ một cái viên gạch chỉ làm màu, vừa khẽ đáp: "Dạ, tôi là thiếu úy biệt phái ạ." Tên Thảo giơ cao cánh tay: "À, ra thế nhỉ, anh là sĩ quan chiến tranh chính trị." Nghe hỏi, Hiếu Đệ dậy nảy như là đỉa với vôi: Thưa không, tôi không có nhìn dạng gì tới cái ngành chiến tranh chính trị cả." Trước khi tiến tới ngồi trên một cái ghế kê trước sân khấu để xem tù dợt kịch, thì tên chính trị viên an ủi với Hiếu Đệ: "Tôi tội anh nói thế cũng nhẹ đấy. Cố gắng học phục vụ để mà học tập tốt, để được cách mạng xét cho về, còn đem tài ra mà phục vụ nhân dân nữa chứ." Hiếu Đệ vừa vẽ vừa ầm ừ cho qua chuyện. Phía bên này ban nhạc đã dợt xong, bọn Vĩnh sắt điếu cày lại ngồi bên cái cánh trái sân khấu xem ban kịch tổng dợt. Vở kịch được Tần dựng có nội dung không xuất sắc lắm. Một công nhân dân miền Nam thoát ly theo tiếng gọi của bác gọi, sau trở vào Nam chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Anh không hề được biết chuyện gì xảy ra cho mẹ và vợ ở quê nhà thuộc một vùng ngoại ô của Sài Gòn. Khi miền Nam đã được giải phóng, anh quy y bái tổ với đôi dép râu, với cái nón teo bà tai bèo và 10 ký gạo ăn đường đeo nặng ở trên vai. Lúc anh bước về tới sân nhà thì trời đã tối. Khẽ đẩy cánh tiếp thì anh nhìn vào và chết sững vì xúc động. Người vợ vẫn ở vậy chờ anh. Vợ chồng gặp nhau hàn huyên một lúc, mãi sau anh mới chợt nhớ ra quan anh còn thiếu một người thân yêu nữa. Anh chợt lên tiếng hỏi: "Mẹ đâu?" Người vợ lúc này mới òa lên khóc, chỉ kể rằng trong hơn 20 năm anh bỏ nhà ra đi chiến đấu, gia đình đã gặp bao nhiêu là biến cố. Nào là Mỹ ngụy càn quét đã hiếp chị đến 999 lần, lại còn xả súng bắn chết mẹ già, vân vân và vân vân. Kể lể xong, chị tiến tới bàn thờ mẹ, đốt vài cắm nhang cắm ở trên một cái lư nhỏ. Đến lúc này anh giải phóng mới nhận ra bàn thờ mẹ. Theo đúng truyền thống cách mạng, anh không khóc lóc như những kẻ bình thường. Anh chỉ giơ cao quả đấm, lặp lại một câu nói quen thuộc mà Đảng đã dạy: ta sẽ biến những đau thương này thành hành động cụ thể. Màn từ từ buông, một giọng hát từ phía sau sân khấu vang lên bài Đạp Trên Sát Thủ để chấm dứt vở kịch. Xem xong vở kịch, Tiến cười đưa ra một phê phán nhỏ: "Ha, thằng Tần chơi vợ cách mạng ghê quá, chỉ sống để chờ ngụy đến hiếp thì còn gì là thân thể người ta." Đến cũng cười nói theo: "Châu hiếp chứ ai hiếp mày."
Hóa đặt cái điếu cày xuống đất, mắt nhìn lên sân khấu. Ngày xưa đó Kiều chỉ có 15 năm ấy biết bao vi trùng. Ngày nay vợ anh cách mạng bị hiếp đến hơn 20 năm, kinh quá mày ạ. À. Cả đám đang bàn tán bỗng im hết vì tên Thảo đã bước lên sân khấu. Hắn ra lệnh cho tất cả tài tử ca sĩ phải ngồi tụ lại với nhau nơi hàng ghế giữa hội trường. Hắn mới cất giọng. À, buổi tổng duyệt hôm nay coi như là tạm đủ. Quan trọng nhất là vở kịch thì tôi đã được kiểm tra. Qua quan sát có vài nhận xét với các anh như thế này. Xét chung chung mọi bộ môn đều nổi lên cái mặt tự biên tự diễn rất là đáng biểu dương. Múa, hát, kịch nói, trang trí vân vân và vân vân đều có nhiều ưu điểm cả. Riêng cái vở kịch. Nói tới đây thì tên Thảo ngó quanh như là tìm kiếm ai. Hắn hỏi vư vơ. Anh là dựng và đạo diễn nhỉ? Tôi quên mất tên rồi. Bên dưới Tần vội đứng lên. Dạ, tôi đây ạ, tôi Tần. Tên chính trị viên chỉ chúng Tần. À, anh Tần, tôi biết về anh đây. Nhân đây tôi cũng có lời biểu dương anh. Tuy nhiên những cái vở kịch xét trên quan điểm cách mạng còn nhiều khuyết điểm lắm đấy. Với riêng tôi thì tôi thông cảm những cái khuyết điểm ấy. Dù sao với một thời gian dài dưới chế độ Mỹ ngụy, chúng đã đào tạo và sử dụng anh vào cái công tác viết kịch bôi nhọ cách mạng, thì một sớm một chiều không có thể nào mà tẩy sạch ngay được những cái khuyết điểm trong cái nghề dựng và đạo diễn kịch của anh. À, phải thế không ạ? Sau đó thì tên Thảo tằng ngắn. Tôi cũng biết. Và lại tôi cũng biết hầu hết là những kịch sĩ như anh đều được ngụy nó cưng chiều như là trứng mỏng đó mà. Rồi được đem về là tổng cục chiến, giờ tục cục chiến tranh chính trị để mà phục vụ với cái nhiều đặc quyền đặc lợi. Nói tới đây thì hắn hơi cao giọng hơn. Mà tôi bảo thật đấy nhé, là những anh mà chiến tranh chiến trị á, nếu không là CIA thì cũng là CIB cả đấy. Bên dưới mọi người đều liếc nhanh sang Tần một cái. Mặt anh chàng đang nghệt ra như là gái ngồi phải cọc. Bên trên sân khấu tên Thảo vẫn tiếp tục nói. Nói thì nói là như vậy thôi. Nhiệm vụ của chúng tôi đó là giáo dục các anh, uốn nắn các anh những cái điều sai trái nếu mà các anh vấp phải trong khi mà học tập cải tạo, đặc biệt là trong khâu văn nghệ tự biên tự diễn này. Một khâu còn hoàn toàn mới lạ đối với lại các anh xét trên cơ bản văn nghệ cách mạng, phải thế không ạ? Thế thì nhân đây đó tôi cũng lêu ra vài khuyết điểm cụ thể nhất để mà các anh rút kinh nghiệm cho những cái lần tự biên tự diễn khác sau này. Hắn liếc nhanh đồng hồ tay rồi tiếp. Thì giờ sáng nay là không có nhiều, nên tôi phải nhặt ra một vài khuyết điểm điển hình trong cái vở kịch thôi. Khuyết điểm thứ nhất là thuộc về khuyết điểm ý thức. Tại sao khi anh Giải Phóng vừa đẩy cánh liếp để bước vào nhà, đạo diễn lại cho vài tiếng chúa, tiếng chó sủa vang lên đây đó vậy? Xét hời hợt qua cái hiện tượng thì việc này không có thấy gì là nghiêm trọng cả. Nhưng mà nếu ta nâng cao cái quan điểm, sẽ thấy ngay cái tính chất phản động ở trong cái cảnh này. Người cách mạng đâu có lũ phổ thì mà bị chó sủa ra như vậy. Khuyết điểm thứ hai là thuộc về hình thức, thuộc về kỹ thuật. Đấy, các anh xem. Nói đoạn thì tên Thảo hơi quay người chỉ lên cái bàn thờ ở trên phông, trong cùng của sân khấu. Bàn thờ là một bức tranh vẽ nổi gồm một cụ bà người miền Nam. Có cái khăn caro quàng cổ, có cái lư hương ở giữa và hai bên có hai chân có nến đàng hoàng. Tên chính trị viên chỉ bàn thờ xong, quay lại đám tù được tiếp. Các anh cứ nhìn kỹ cái bức ảnh mà xem, người mù cũng nhận ra đó là cái bức ảnh của thằng Diệm. Tôi không rõ người vẽ cố tình hay là vì tài nghệ chưa có tới, đã vẽ một cụ già thành hình thằng Diệm mà đem lên thờ công khai trên sân khấu thế kia. Dưới này thì Hiếu Đệ ngồi cạnh Vĩnh, mặt mày xăn xám. Anh quay sang khẽ hỏi Vĩnh. Trời đất ơi, ông nhìn kỹ giùm tôi có xem bức ảnh tôi vẽ có giống Ngô Đình Diệm thế nào không? Vĩnh mới cười. Sao ông dễ tin thế? Chúng nó đâu có muốn cái chuyện đem bàn thờ bàn thánh lên sân khấu bao giờ. Duy vật chứ đâu phải là duy tâm. Ôi, không có chịu thì bảo dẹp bỏ. Sao là chụp mũ tôi nghe ghê quá vậy? Đính ngồi sau nghe thấy bước chân vào. Công khai ra lệnh dập bỏ. Có khác nào là tự thú mình là đồ không cha không mẹ không thánh không thần. Cách hay nhất là tặng cho ông Hiếu Đệ một cái mũ to tướng,
tập thể ai cũng rét và tự động hạ cái bàn thờ xuống có phải hay không? Hiếu đệ như hiểu ra, anh không than thở gì thêm, nhưng mà cái nét mặt vẫn tái xanh, tưởng như là cái mũ mà thằng chính trị viên vừa âu yếm đội cho nặng quá, đến độ anh chịu không thấu. Mãi một lúc sau, Hiếu đệ mới thì thầm: tôi vẽ hơn 20 năm, dạy vẽ hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên tôi không có còn tin tưởng ở cặp mắt của tôi nữa, chắc tôi phải giải nghệ mất rồi. Vĩnh mới cười khẽ: ê, đừng cho chúng nó ghi thêm một cái điểm son nữa nha, quan bác ạ. Trên sân khấu, tên chính trị viên còn phen lê đôi ba điều nho nhỏ nữa trước khi hắn cho mọi người giải tán về ăn cơm trưa. Vĩnh cắn một hơi thuốc lào rồi đứng lên khoác vai Đính trở về khối. Buổi trưa sau khi nhận phần ăn đã được chia chác bởi những người trực tổ, Vĩnh chan vội tí nước muối vào ca cơm và sắp ra đầu hè, vừa ngồi vừa ngắm nắng vừa ăn. Đầu ăn lộn xộn nhiều hình ảnh, một đoạn nhạc mới vừa trổi qua đầu, một đoạn nhạc xuân thật đẹp, nhưng bỗng nhiên đoạn nhạc bị tắc nghẽn lúc anh vừa vội vàng bỏ ca cơm xuống, lôi mảnh giấy và cây bút chì trong túi ra. Hình ảnh tỉ và non gào thét trong cơn khát lại đầy ắp trong trí nhớ của Vĩnh. Đêm 29 tà văn nghệ, sáng 30 trừ những tổ canh trực phải đi tưới rau một buổi sáng, còn tất cả đã được các quản giáo xí sái cho làm công tác vệ sinh tại trại. Tất cả những gì dành cho 3 ngày Tết đã được sắp sẵn. Hậu cần các khối đã lẵn về thịt heo, thịt bò, khoai tây, cà rốt, bánh kẹo đầy đủ cho khối. Sau khi khối trưởng hội ý với các tổ trưởng và thống nhất với nhau chương trình đón giao thừa, tất cả các phần kẹo bánh được lệnh để cho bác sĩ Định, khối phó hậu cần giữ lại, để cả khối có cái liên hoan chung lúc nửa đêm. Phạm Văn Dự, đầu bếp chính của khối 2, đang điều động những chuyên viên tình nguyện đảm trách bếp suốt 3 ngày Tết sắt thịt, gọt khoai và làm tất cả mọi việc bếp nút để sửa soạn cho bữa ăn ngày mùng 1. Huỳnh Công Ục Cẩn cũng đã tổ chức xong những cuộc đấu cờ kéo tay, kéo dây với kết quả chung kết nội bộ. Cờ tướng về tay Nguyễn Văn Cấp, tổ A5. Kéo dây về tay tổ A3. Một bất ngờ khó tin vì tổ A3 ngoài Đặng Văn Bính có dáng vai u thịt bắp, kỳ dư, toàn là loại ốm yếu ho hen như là Vĩnh, vậy mà lại thắng chung kết trước tổ 9 là tổ toàn tay to con, có khối trưởng trai trong đó nặng ít ra cũng phải 70kg. Gây go và hồi hộp nhất vẫn là giải kéo tay. Qua bao nhiêu gian truân, cuối cùng thì Nguyễn Thành Đính của tổ A5 đã thắng Đặng Xuân Bính của tổ A3. Trận kéo tay chung kết giữa hai hảo thủ này đã kéo gần 15 phút đồng hồ mới ngã ngủ. Chỉ có giải bóng chuyền là chưa đâu vào đâu vì khối 2 gặp một tí lộn xộn trong việc tổ chức. Dù rằng khối có một tay đập lừng danh trong trại là anh chàng Hóa của tổ A10. Một cái lạ thường hơn nữa là khối 2 có Nguyễn Đình Thuần, nổi tiếng như một người kéo tay nhất tại trại L4-T3. Thế nhưng cái đầu lân do anh làm coi mồi lại sệ nhất so với những cái đầu lân của các khối khác. Phải nói rằng bao lân ban lân của khối 2 rất là cà chua, hiện đang được giáo gian Trương Thanh Long cầm đầu tập dượt. Dù sao thì ở hầu hết các bộ môn, khối 2 đã tương đối sẵn sàng và vốn cho một cái cuộc thi đấu toàn trại để mừng Chúa Sân vào ngày mai. Theo chương trình thì trại phải tập trung trên hội trường trước giao thừa nửa tiếng để sửa soạn nghe bác chúc Tết. Khi tất cả đã yên vị trên hội trường, một tên cán bộ từ ngoài bước lên sân khấu để sửa soạn máy ghi âm. Khi máy đã điều chỉnh xong thì hắn gọi Hóa lên sân khấu bắt nhịp cho mọi người hát một bài. Không hiểu vô tình hay cố ý, Hóa bắt nhịp bài Tiếng Gọi Thanh Niên, một bài hát của một tên cộng sản đỏ âu cũng từ trong ra ngoài là Lưu Hữu Phước, nhưng lại được các ông chính quyền quốc gia tiếp nối chọn làm quốc ca. Bài hát này dù ngày nay trong nước chẳng còn ai công nhận nó là quốc ca nữa, kể cả bạn và thù,
Nhưng trong cái giây phút trừ tiệt lắng đọng nhất của tâm hồn, bài hát được tập thể hát lên như khơi dậy trong lòng người một nỗi niềm vô cùng hận ác. Ác hơn nữa, chẳng ai chịu hát theo lời nhạc. Như cái máy bọn tù đều hát theo lời được chính quyền quốc gia sửa lại và dùng làm tiếng linh hồn cho cả miền Nam tự do. Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống. Vĩnh cũng dâng lên một niềm thương hận khó tả. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Bài hát ấy là của thằng cộng sản đẻ ra, để cho sòng phẳng oán ân dứt khoát phải quăng nó vào thùng rác của lịch sử. Trời ơi, miền Nam tự do, có biết bao nhạc sĩ tài hoa và có ý thức phân minh chống cộng. Những Phạm Duy, Hùng Lân, những Phạm Đình Chương, Cung Tiến, những Anh Việt Thu, những Đức Quang. Tại sao các chính quyền quốc gia coi họ như những kẻ đứng bên ngoài cuộc? Tại sao lại đi quảng cáo không công cho một thằng nhạc sĩ cộng sản bằng cách cùng một lúc đem hai ca khúc của nó biến thành hai bài hát quan trọng nhất cho một đất nước? Ấy là bài quốc ca và bài chiêu hồn tử sĩ. Vô ý thức, vô trách nhiệm và bất cố liêm sỉ như thế mà đứng vào hàng lãnh đạo quốc gia thì thua cộng sản, từ gốc thua ra phải rồi. Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi. Bài hát đã chấm dứt. Tên cán bộ nhìn đồng hồ tay. Vừa lúc ấy, tụi cán bộ tiểu đoàn lũ lượt kéo nhau vào hội trường. Đêm nay là lần đầu tiên Vĩnh và các bạn mới thấy chúng ăn mặc sạch sẽ và tề chỉnh, đặc biệt có mang quân hàm đầy đủ. Đêm nay cũng là lần đầu tiên, nhờ đó mọi người mới biết được cấp bậc thật của quản giáo khối mình. Tất cả đều mang cấp bậc hạ sĩ, trừ quản giáo khối 4, kẻ mà chính trị viên Thảo đã xác nhận học chưa qua lớp 3, mang cấp bậc chuẩn úy, và quản giáo cư của khối 2, mang cấp bậc trung sĩ. Đêm nay cũng là lần đầu tiên, nhờ đó mọi người mới biết được cấp bậc thật của quản giáo khối mình. Tất cả đều mang cấp bậc hạ sĩ, trừ quản giáo khối 4, kẻ mà chính trị viên Thảo đã xác nhận học chưa qua lớp 3, mang cấp bậc chuẩn úy, và quản giáo cư của khối 2, mang cấp bậc trung sĩ. Lúc chúng tôi đang ngồi yên nơi những hàng ghế kê ở trên sân khấu, tên thủ trưởng mới bước ra trước máy, hắn mới bắt đầu. Đêm nay đó là trại quy các anh lên trên hội trường để mà trước thềm năm mới biểu dương chung các anh đã không nhiều thì ít có phấn đấu trong học tập lao động cải tạo năm qua. Thành quả học tập lao động của trại ta đã được báo cáo đầy đủ lên trên, và có nhiều hy vọng là trại ta sẽ là cái trại được đánh giá cao trong cái quá trình cải tạo. Mặc dù trong năm cũ trại cũng có một số điểm yếu xuất phát từ những cái tư tưởng tiêu cực của một số thiểu số chậm tiến, chẳng hạn là trường hợp tự tử bằng 16 viên thuốc chloroquine của anh Đặng Đình Tùng ở khối 1, trường hợp trốn trại để vệ binh buộc lòng là phải bắn hạ như là Lê Văn Chuột ở khối 3, Nguyễn Xuân Dung ở khối 2, trường hợp đánh thuốc độc giết người để phi tang như là hai tên Tỷ và Non ở khối 4, và rất nhiều các trường hợp vi phạm nội quy ninh tin khác xảy ra đều khắp ở các khối. Những cá nhân ấy đã ghi những cái điểm đen bên cạnh những cái điểm son trong cái bản thành tích của trại.
Năm mới sắp đến thì ban chỉ huy trại rất là mong tất cả anh cùng anh em củng cố được cái niềm tin tuyệt đối hơn nữa vào chính sách khoan hồng nhân đạo của cách mạng, để từ đó phấn đấu nhiều hơn, đạt nhiều thành tích hơn trong quá trình học tập cải tạo của năm cũ. Hãy nhớ đó cũng là cái điều kiện duy nhất để được cách mạng xét thả, như là một số các anh đã vừa được xét thả ít ngày trước đây. Dĩ nhiên là trại cũng có ghi nhận là các anh chưa có được tạo nhiều cái điều kiện vật chất để mà việc học tập cải tạo được dễ dàng hơn, hồ hởi phấn khởi hơn. Nhưng mà các anh cũng biết là đất nước ta mới giải phóng, khó khăn là cái tình trạng chung cho cả nước. Dù sao thì ta vẫn phải luôn nhớ rằng khó khăn chỉ là tạm thời, thuận lợi vẫn là cái căn bản. Và lại thì các anh cũng thấy đấy, thành quả vĩ đại năm qua tại trại ta đã đạt được nhờ vào cái gì? Hoàn toàn nhờ vào hai bàn tay không và một ý chí quyết thắng hoàn cảnh khó khăn. Cái điều này đã một lần nữa là chứng minh đúng cái câu thơ của đồng chí Tô Hữu: bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành cơm. Thế nhưng mà bên cạnh những cái thành quả đạt được, ta hãy khoan tự mãn. Bác đã dạy là chữ khiêm tốn phải để hàng đầu. Đã vậy mà các anh còn luôn nhớ rằng là các anh là những cái kẻ có tội với đảng, với tổ quốc, với nhân dân. Qua quan sát, trại nhận biết là trong các anh có nhiều người văn hóa rất cao, nhiều khả năng khoa học kỹ thuật hơn chúng tôi, nhiều tài hơn chúng tôi, nhưng chắc chắn cái lòng yêu nước của các anh không hơn chúng tôi, và sức phấn đấu rõ ràng các anh đã thua chúng tôi. Đất nước có tự do, có độc lập, có giàu mạnh được không? Xét cho cùng cũng chỉ cần nhất ở người dân hai cái yếu tố: lòng yêu nước và cái sức phấn đấu để phục vụ đất nước. Cả hai các anh đều thiếu. Vậy một lần nữa, trước thềm năm mới, nhân dân thủ trưởng trại, thay mặt ban chỉ huy trại, thay mặt ban quản giáo trại, chúng tôi chúc các anh khỏe, khỏe để phấn đấu trong học tập, trong lao động, sớm trở thành người công dân của một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, hoàn toàn hòa bình, hoàn toàn tự do, hoàn toàn hạnh phúc. Những cái tiếng vỗ tay cò mồi trên sân khấu đồng loạt nổi lên. Bên dưới tù vỗ tay lộp bộp phụ họa. Tay thủ trưởng trại nhìn đồng hồ, rồi vội vã ra lệnh cho tên trực máy điều chỉnh radio. Một vài tiếng rè rè nổi lên qua cái hệ thống loa đã mắc sẵn trong hội trường từ đêm văn nghệ hôm trước. Tên thủ trưởng có vẻ vội vã giới thiệu với mọi người: bây giờ đây tất cả các anh chú ý nhé, đây là lần đầu tiên trong đời các anh được nghe bác Hồ và bác Tôn kính yêu chúc Tết đồng bào cả nước. Yêu cầu trước mắt là các anh ngồi nghiêm chỉnh, cấm hút thuốc, giữ yên lặng và tuyệt đối là phải nghe trực tiếp truyền thanh cái lời chúc Tết của hai bác kính yêu phát đi từ thủ đô Hà Nội. Có lẽ máy bắt hơi chậm, mọi người chỉ nghe được những cái nốt cuối của bài quốc thiều. Sau đó là giọng một đồng chí ca sĩ gái chua như là kít mèo hát một bài thơ Con Cóc của Hồ Chí Minh, được một thằng họa sĩ loại liếm giường liếm chiếu phổ thành ca khúc. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến lại càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Bài hát nheo nhéo tới 3 lần mới chấm dứt. Cái đó là giọng sướng ngôn viên lanh lảnh, cũng của một đồng chí gái Đài Phát thanh Hà Nội. Sau đây xin mời các đồng chí và đồng bào cả nước nghe lời chúc Tết của bác Hồ kính yêu. Giọng Hồ Chí Minh vừa khô vừa yếu, được phát ra từ một cuộn băng có lẽ đã được dùng quá nhiều lần, đưa tới tai người nghe những lời chúc Tết với nội dung cũng chẳng khác gì mấy câu thơ trên. Kế Hồ Chí Minh tới lượt Tôn Đức Thắng chúc Tết. Giọng Tôn Đức Thắng cũng là giọng của một lão già sắp tịch. Lời chúc Tết của lão là một chứng minh rằng lão chỉ là một thứ bù nhìn thê thảm nhất trong những loại bù nhìn. Đời thuở nhà ai, đường đường mang danh là một chủ tịch nhà nước, câu đầu tiên mở màn cho cái lời chúc Tết đồng bào toàn quốc lại là: thưa đồng chí bí thư thứ nhất Lê Duẩn kính yêu, thưa đồng chí chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh kính yêu, thưa đồng chí chủ thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng kính yêu.
Sau một lô những cái kính yêu như thế thì Tôn Đức Thắng mới chịu nhớ đến nhân dân, những chủ nhân đã nâng đất nước này. Lão lại đọc tiếp: Thưa đồng bào cả nước. Bên dưới không ai thèm lắng nghe. Tù cúi đầu vào nhau bàn đến những cái món ăn của ngày mai. Huỳnh Công Cẩn ngồi cạnh Vĩnh, nhất định không đồng ý cơm nước ngày mai sẽ ngon miệng, sẽ đạt yêu cầu một khi anh em lại bầu thằng Dự ra làm trưởng bếp. Cẩn mới nói: Ê, thằng ăn chó cả lông ấy tôi biết nó quá rồi mà. Nó là thằng tổ sư nó dốc. Trước khi nó từng khoe tôi là nó là tuyển thủ của bóng chuyền của đội quân đoàn 4. Tôi tin vào nó, tin đến độ là phút cuối khối mình không có tổ chức nổi một cái vòng đấu loại nội bộ. Thế biết thế thì cứ giao quách cho thằng Hóa. Một người ngồi cạnh Cẩn mới xía vào: Trời ơi, bộ quân đoàn 4 hết người rồi sao? Ai lại chọn cái thằng cao không tới một thước rưỡi vào đội tuyển bóng chuyền bao giờ? Cẩn mới than thở: Ừ thì mới đầu tôi cũng nghi, nhưng mà nó bảo nó chỉ kim ăn, chỉ nâng cho thiên hạ đập. Người ngồi cạnh Cẩn mới rên lên: Ý mày hằng ơi, nó điên ông đến vậy mà ông còn tin nó sao trời? Có ai lại chịu nâng bi cho thiên hạ đái bao giờ đâu. Nó cũng từng khoe tôi là nó có khả năng làm xong một con chó trong vòng 10 phút và ăn hết một con gà Tây trong 8 phút đó mày. Nghe hai người than thở với nhau, Vĩnh mới cười: Nhưng đó không phải là cái điều quan trọng. Điều quan trọng là ngày mai nó đừng có cho cả khối ăn cái nếp bằng kiểu là trên sống dưới kê, tứ bề nhão nhất là được rồi. Rồi thì cái màn chúc Tết của hai bác kính yêu cũng chấm dứt. Tất cả được thứ tự lớp lang trở về khối để đón giao thừa, có sự tham dự của quản giáo theo đúng chương trình đã được sắp xếp. Trong lúc đợi quản giáo cư xuống thì cả khối cũng dọn về một phòng đã được chọn làm nơi đón xuân, ngồi tán gẫu với nhau. Vĩnh trở về chỗ người của mình ngồi và tựa lưng vào vách nhìn khung cảnh xung quanh. Một góc nhà đã được đám khéo tay con Nguyễn Đình Thuần làm xếp, đã đặt sẵn một cái bàn. Trên mặt bàn đầy những bánh và kẹo. Bên cạnh đống bánh kẹo còn có 3 chai bia con cọp, đựng đầy rượu đế dành cho hơn 100 thằng tù cải tạo khối 2 đón xuân. Cách bàn bánh kẹo không xa là một cái cành mai già được Thuần và Đính phối hợp trang trí trông như nhà thật. Giọng Vĩnh khẽ nói với lại bên tai Vĩnh: Hey, hơn 100 thằng mà có không tới 3 lít máu nhân dân làm sao mà đủ say. Ấy coi chừng chứ lâu không chơi một hớp lăn cù là cả đám đó ngay cho mày. Tao Vĩnh chưa dứt câu thì quản giáo cư đã xuất hiện nơi cửa. Khối trưởng trai hô nghiêm thật lớn. Tên cư chỉ bước qua ngưỡng cửa 2 bước rồi đứng lại. Bộ quần áo mới khiến hắn trông bảnh hơn mọi ngày, nhất là cái quân hàm trung sĩ quân đội nhân dân gắn trên cổ, do giúp hắn có được tí phong thái của một quân nhân. Dù sao hôm nay thì quản giáo cư không có hung hăng như mọi bữa. Hắn khoa tay khước từ khi mà khối trưởng mời hắn ngồi xuống một cái ghế đầu độc nhất trong phòng. Hắn vẫn đứng và ra dấu cho mọi người ngồi xuống nền nhà. Hắn khởi sự mới nói: Bây giờ đã là năm mới rồi, các anh vừa được nghe hai bác kính yêu chúc Tết, ban chỉ huy trại là chúc Tết. Những cái lời hay ý đẹp đã được dùng hết và tôi chẳng còn gì để nói với lại các anh thêm. Nhưng là quản giáo thôi thì cũng tranh thủ nói thêm với các anh vài điểm như thế này. Năm cũ đã qua đi, năm mới lại đến. Năm mới đến thì ta phải thế nào? Phải có tinh thần mới, sức khỏe mới, khí thế mới, phấn đấu mới, quyết tâm mới trong học tập lao động, cải tạo để mà trở lên cái người công dân lương thiện. 3 ngày Tết là 3 ngày vui chơi, nhưng trong vui chơi thì các anh cũng đừng bao giờ quên rằng các anh vẫn là những cái kẻ có tội với đảng, với tổ quốc, với nhân dân. Phải nhớ nếu như là các anh đừng có phạm những cái tội phản động tày trời thì mùa xuân thống nhất, xuân hòa bình này đã phải đến với tổ quốc ta, với nhân dân ta nhiều chục năm về trước. Chính cái sự ngoan cố ngoan cường của các anh đã làm cho đất nước ta mất đi bao mùa xuân. Nói tới đây thì hắn đảo mắt một vòng, ngẫm nghĩ như để tìm lời. Một lúc thì mới hắn tiếp:
Trước thềm năm mới đó, một lần nữa là tôi nhắc nhở các anh phải ý thức đúng cái vị trí cải tạo của mình. Phải nhớ mình là kẻ có tội và có nghĩa vụ phải học tập tốt, lao động tốt, cải tạo tốt, sớm trở thành những người công dân lương thiện của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chúc tất cả các anh khỏe. Tiên quản giáo chúc một câu ngắn gọn rồi nhanh nhẹn lui bước. Khối trưởng trai ngỡ ngàng nhìn ly nước và đĩa bánh cầm trên tay. Anh dự trù mời hắn một chút lễ thảo, nhưng mà thái độ cắt ly của hắn đối với là bọn tù đã quá rõ ràng. Anh buồn buồn hô nghiêm một tiếng để tiễn hắn ra cửa, rồi cầm đĩa bánh ly nước đặt lại ở trên bàn. Tiếng súng đón giao thừa của bọn vệ bên ngoài càng lúc càng nổ giòn giã hơn. Bên trong, bác sĩ Đỉnh với bản tính trẻ trung và lạc quan lại có tí máu văn nghệ đã vội vã lên tiếng. À, thôi thì quản giáo đã chúc Tết, anh em ta cứ vui vẻ nhận lời chúc đi. Giờ tôi đề nghị chúng ta bắt đầu vui chơi đón Tết, các bạn đồng ý nhỉ? Không ai trả lời bác sĩ Đình. Thực ra chẳng mấy ai buồn rầu chi cái lời chúc Tết kiểu chửi cha của thằng quản giáo. Bị chửi nhiều quá nghe cũng nhàm tai rồi. Không ai trả lời bác sĩ Đình vì bên ngoài tiếng trống, tiếng phèn la của đội lân khối 5 đang đập lên rền ràng cả một sân trại. Đội lân bên ấy do anh chàng Dũng cầm đầu. Dũng là một sĩ quan xuất thân trường Đại học Chiến tranh Chính trị ở Đà Lạt. Hắn bảo hắn là anh hay là em gì đó của nữ ca sĩ Lệ Thanh. Dũng rất trẻ tính và nhiệt tình trong những công tác thi đua, nhất là thi đua văn nghệ giữa các khối. Hiện tại thì Vĩnh biết hắn đã cho ban lân của khối 5 khởi sự đi múa chào các khối bạn. Tiếng trống múa lân đỡ ồn hẳn đi vì hình như là ban lân khối 5 đã tiến về khối 3 nằm bên cánh phải của hội trường và sát phía cổng trại. Một giọng từ cuối phòng cất lên. Anh Định nó có lý lắm ạ. Nhưng mà điều tiên quyết là tôi đề nghị là ban trực tiếp bếp là phải lập tức xuống bếp coi lại cái nồi niêu xong chảo. Từ lúc mà quản giáo nói chuyện tôi đã nghe thấy có nhiều tiếng động rất là khả nghi. Không rõ là chuột bốn chân hay là chuột hai chân. Mà chuột nào thì cũng tai hại như nhau cả. Một giọng khác lên tiếng hùa vào. Đúng. Đề nghị là ta phải kiểm soát cái bếp núc một vòng rồi tất cả đi ngủ. Tôi nghĩ là anh em đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi hơn là vui chơi. Nói theo cái ngôn ngữ của anh Định. Định bị kê cũng thấy bực. Nè, xin lỗi anh Thụ. Đó là ngôn ngữ của quản giáo chứ đừng phải là của tôi. Khối trưởng trai thấy không kém vui, vội nhảy vào can thiệp. Thôi, năm mới năm me rồi. Yêu cầu anh em mỗi người nhịn nhau một tiếng cho vui vẻ cả làng đi. Tôi rất tán thành đồng ý kiến của cả ba anh Định, Bính và Thụ. Trước hết là anh Dự dẫn anh em xuống xem lại đồ ăn thức uống cho ngày mai. Nhâm ba con chuột rơi vào rồi cái nồi rau gu thì mệt lắm đó. Sau đó ai vui chơi thì theo anh khối phó. Còn tôi ngủ thì nếu mà ai muốn ngủ nữa thì đi theo anh Thụ. Vĩnh lặng lặng bỏ ra ngồi ở trên cái ghế băng đặt ở trước hàng hiên. Đêm giao thừa trời vẫn hâm hâm nóng và không một ngọn gió. Bầu trời tối đen như mực. Thỉnh thoảng những đường đạn lửa của bọn vệ binh canh gác hoặc là đóng chốt đó đây đan nhau ở lên trời rồi biến mất vào vô tận. Tiếng trống lân của một vài khối ham vui sớm vẫn ầm ĩ ngoài sân trại. Bỗng nhiên thì thầm bên tai Vĩnh. Nè, đêm 30 buồn nhỉ? Có cao hứng làm thêm được một bài nào không? Vĩnh chẳng buồn ngoái lại. Mày muốn nói gì? Thì nhạc ấy mà. Vĩnh liếc Đính một cái trong bóng tối. Khuôn mặt Đính chập chờn dưới ánh sáng của một cái đèn bão treo ngay đầu hồi nhà. Có. Tao mới làm thêm được một bài. Rắm của ta không bao giờ thối nữa. Bài gì mà quái đản vậy? Thì đói quá trong bụng có gì đâu mà để cho rắm được thối một cách oanh liệt hả mày? Đính vỗ mạnh vào vai Vĩnh. Cứ yên tâm. Khi trưa tao làm heo. Bộ ruột già dùng để thưởng cho người có công làm heo đã thuộc về tao. Vĩnh bất nhẫn rên lên. Trời ơi, tưởng thưởng cái gì? Thưởng cái mớ bầy nhầy lộn cứt và đái ấy à? Đính mới nhăn nhó. Mày ngu bỏ mẹ đi. Tao lấy cái ruột già không còn tế ông cố nội Bác Hồ à? Tao vồ thêm một ít bạc nhạc, ít thịt vụn, ít tiết.
Hiện tại ta đang làm chủ một cái khúc dồi đủ để chúng ta đón xuân trong tù. Chút nữa mình sẽ tính tới chuyện đó. Nghe thấy chữ dồi, Vĩnh đã muốn điên lên. Nội chữ dồi thôi đã đủ lâm ly bi thiết rồi. Rồi từ chữ dồi nó dẫn người ta đi tới đủ thứ linh tinh khác. Nào hành hoa húng quế, nào tiêu, nào ớt, nào mắm tôm chanh. Vĩnh mới thốt kêu lên: trời ơi, dồi thật hả mày? Ủa, tưởng đâu à, có mắm tôm không? Cái ấy thì chịu đó. Ờ, mất ngon 50% đó mày. Đành vậy thôi. Ừ thì cũng được. Thế mày có tham dự không? Vĩnh dãy này, ăn nuốt nước bọt và cố lấy giọng bình tĩnh. Nè, đọc di chú của bác cũng khó tìm ra một câu nào đần độ đến thế nha mày. Và trong cái tư bản luận hình như là Marxist cũng có mấy câu ca ngợi rất là tới món đó. Đó là lòng lợn Việt Nam đó, thì phải không mày? Đính đập nhẹ vào mông Vĩnh. Mình sẽ ăn Tết trước mọi người đêm nay với cái món dồi bất hủ của tao. Biểu dương đồng chí. Đính này ngẫm nghĩ. Chương trình tối nay na, khối nào cũng có văn nghệ mừng xuân, khối mình chắc cũng thế chứ hả? Vĩnh mới ngào ngán. Thằng Cảnh đã sắp xếp đâu vào đó, nhưng mà như mày thấy đấy, thằng quản giáo vừa phun ra một lô nọc độc, tội ác với lại nhân dân, làm cái thằng nào coi cũng mỏi cũng xìu. Ngủ mẹ nó cho xong. Thì thằng thụ bộ củi, nó đã thẳng thắn đề nghị rồi đó. Dưới bếp lúc này đã có một số người kéo xuống kiểm soát nồi niêu. Một người trong đám ấy lâu lâu lại lặp lại một câu hát mới nghe ban nãy ở trên trường. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến lại càng thắng to. Lần này giọng hát chưa dứt thì một tiếng cự đầy cọc cằn len lên: thôi im đi cha, im đi cái cửa miệng lại đi mày, mất mẹ nó hết rồi đây này. Tiếng nói khá lớn làm mọi người xung quanh giật mình. Tiếng người nhao nhao lên: mất cái gì vậy, nhiều không, trộm thật hả? Giọng ông già chun than thở: ở ban triều tôi đã báo động rồi mà, ông chữ ổng ấy không có nghe. Tôi đã bảo là mùa này là mùa cũ mật mà, ngoài Bắc ta xưa cái mùa này nó là trộm đảo như là rươi. Nói cứ ơ hờ, thật đúng là khôn đâu tới trẻ, già đâu khỏe đâu mà tới già. Vĩnh ngồi ngoài xa, nhưng cũng thấy bác sĩ Định đã nhảy lên bếp. Cái nắp vung thật lớn được Nguyễn Đình Thuần gò bằng tôm, bên trong có lót một lớp bao bố để giữ hơi nóng, bị lịch sang một bên. Vĩnh ngồi ngoài xa nhưng cũng thấy bác sĩ Đình đã nhảy lên bếp. Cái nắp vung thật lớn được Nguyễn Đình Thuần gò bằng tôn, bên trong có lót một lớp bao bố để giữ hơi nóng, bị lật hẳn sang một bên. Giọng Phạm Văn Dự: ông nào lấy dùm cái đèn bão treo ngay đầu hồi nhà đó để mà tôi xem dùm tí coi nào. Một giọng khác mới nói: ờ, hút cháo cả đám rồi. Trưởng bếp Dự ngoái lại nói với cái giọng hơi bực: hê, cào lắm là thì mất vài lon khô, cái gì mà toáng lên thế? Chiếc đèn bão đã được một người đem xuống bếp. Đám đông bu lại cái chảo còn đầy hơi nóng và đã bị lật nắp. Với tư cách trưởng bếp ngày Tết, Phạm Văn Dự nhảy lên bệ bếp đứng cạnh bác sĩ Đình để kiểm tra cái chảo. Chẳng hiểu một đấng diệu thủ thư sinh nào đã ghé thăm. Một chảo đầy cháo thịt đã vơi đi gần 3 đốt ngón tay. Tính ra cũng phải trên một chục lon Wigo cháo. Tiếng bàn thảo, tiếng cãi nhau, tiếng quy trách nhiệm cho nhau vang lên in ỏi. Không rõ có ai nói gì mà Phạm Dự bỗng hét lên: tao mà húp được một thìa cháo trong cái vụ này đó, tao thề sẽ cải tạo đời đời và không bao giờ nhìn thấy mặt mấy vợ con của tao nữa đâu nhá. Nhiều cái tiếng bàn cãi cứ tiếp tục vang lên trong đêm trừ tịch quanh cái chảo cháo thịt. Đính nói bên tai Vĩnh: nè, mẹ kiếp, xảy ra cái vụ này mất vui. Khuya này đã tao với mày ngồi húp tí nước luộc lòng, tụi nó lại tưởng mình là chĩa cháo mừng xuân của cả khối thì bỏ mẹ. Vĩnh chẳng nói sao nên ngồi yên lặng. Chương trình văn nghệ giao thừa của khối thế là có đủ lý do chính đáng để thủ tiêu. Khối trưởng trai lập tức ban hành lệnh thiết quân luật trong phạm vi bếp khối. Một toán trực gác được thiết lập tức thì để mà thỏa mãn cái nhu cầu của tình thế.
Lạ quen không cần biết, hễ không nhiệm mụ mà bén mảng cắt cái bếp ba thước, ăn búa như chơi. Vĩnh thấy buồn buồn. Đêm giao thừa được đi lại thoải mái, Vĩnh rủ Đính mò sang các khối khác thăm thử một vòng cho biết sự tình. Sang khối ba của Hóa, anh được biết khối này cũng dẹp luôn cái phần văn nghệ giao thừa do ảnh hưởng câu chúc Tết của thằng quản giáo bên đó. Câu chúc Tết cũng rập khuôn cái câu chúc Tết của quản giáo cư bên khối hai là có tội, có tội và có tội. Thế nhưng khối ba không có tình trạng mất cháo như khối hai. Anh em tụm năm tụm ba ăn bánh kẹo với nhau và chờ sáng. Hóa lôi ra mấy điếu thuốc thơm chẳng rõ đớp được ở đâu, mời Đính và Vĩnh mỗi người một điếu. Sau đó thì cả ba kéo nhau ra sân ngồi tán gẫu. Hóa than thở quá sức về anh chàng khối trưởng tên Khiêm của hắn. Vĩnh mới gạt đi: "Ê, năm mới năm me rồi, nói chuyện khác cho vui, đừng nói chuyện con người và thế thái nhân tình làm gì nữa." "À, chuyện gì bây giờ?" "À, thì tao đề nghị đi kiếm cái thằng Ứng và thằng Tiến. À, tụi mình kiếm một cái chỗ ngồi thoải mái nghe cái thằng Vĩnh hát vài bài hát mới nghe chơi mày." Vĩnh mới thở dài: "Ờ, đi thì đi." Bỗng nhiên một mùi thơm ngọt ngào bốc qua mũi của hai người. Ở một cái góc tối, một đám người chừng 5-6 anh đang ngồi quây quần với nhau bên những lon Wigo mở nắp. Họ sầm xì to nhỏ nhưng mà không ai nghe rõ họ nói gì với nhau. Đính mới lên tiếng: "À, chúng nó ăn cái gì mà thơm thế nhỉ?" Hóa Tín gần lại đám đông, một chập hắn quay lại gần Vĩnh rồi thở dài: "Ai, khối tàu có cả một tiểu đội trực và canh gác bếp. Không hiểu sao là cái băng thằng Phạm Văn Toàn, chúng nó mỗi thằng lại có được một lon Wigo cháo. Tụi nó đang húp sùm sụp với nhau đó mày." Đính chợt khẽ rú lên: "Thôi bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi, khối tao rồi đấy." Vĩnh đoán là Đính định hỏi gì, anh vội vã giơ tay đấm khẽ vào lưng Vĩnh rồi chặn lại: "Hey, kệ mẹ chúng nó, mày đừng cứ gây ra cái cảnh ân oán cấp liên khối làm gì, lợi bất cập hại." Một lúc sau đó thì ba người cùng đi về khối 1 để mà tìm Ứng, rồi khối 4 tìm Tiến. Năm người lại mò về phía hội trường và mỗi người đều có một tí bánh kẹo đem theo. Tiến đến một cái góc hội trường, năm người đều bày ra những thứ mình có. Đêm 30 rạng mùng 1 Tết, cái Tết lao tù đầu tiên trong đời, Vĩnh lại ngồi hát cho vài thằng bạn nghe một số ca khúc mới của anh. Và khi những tiếng trống, tiếng lân của nhiều khối đồng nổi lên, cùng với những tiếng reo hò tờ mờ của anh em, Vĩnh biết là trời đã gần sáng. Lúc mặt trời nhô tí đỉnh ở một cái chân trời xa tắp, trông y hệt một vết cắt đang ứa máu tươi trên một màu da xanh xám, thì bọn Vĩnh bắt đầu được thưởng thức khúc Dồi Heo Béo Bở do Nguyễn Thành Đính thực hiện trong tù. Cái Tết đầu tiên trong tù đã qua đi và dần dần xa mãi. Những lời chửi bới Phạm Văn Dự, một trung úy đại đội trưởng địa phương quân của vùng 4, đã cho anh em ăn một bữa cơm nếp sống nhanh, sống nhở vào trưa mùng 1 Tết cũng đã phai dần trong trí nhớ của mọi người. Tiếng gào la suốt ngày đêm của Tỷ và Non, những tiếng thét rùng rợn phát ra đêm đêm từ những dãy connect kê dọc con lộ trước mặt L4T1, L4T2 dần dà cũng không còn gây cái nỗi xúc động trong lòng mọi người nữa. Bên ngoài xã hội, cuộc bầu cử 24 tháng 5 năm 1976 cũng hết dị âm. Những cảnh gù lưng học tập thảo luận về cuộc bầu cử thống nhất đất nước trên mọi mặt ấy cũng chẳng còn được ai nhắc nhở tới. Còn bên trong trại tù, xuân qua rồi hạ đến, mùa khô rồi lại mùa mưa, thêm được một hai lần nhà gửi quà vào, lũ tù cải tạo hầu như đã mất hết những hy vọng huyền ảo là học tập tốt, lao động tốt, cải tạo tốt sẽ được cách mạng tha về. Và lại biết thế nào là tốt, là đạt yêu cầu. Genhi nói một đời, một cái câu chuẩn là cuộc đời luôn luôn thỏa mãn đủ cho cái nhu cầu con người, nhưng sẽ không bao giờ thỏa mãn đủ cho lòng tham của con người. Lòng tham ấy là lòng tham vật chất, có nghĩa là cụ thể mà còn khó đến thế. Huống chi trong trường hợp này,
lòng tham của Cộng sản lại đòi hỏi tới những cái thứ trừu tượng như là cái tốt, cái tiến bộ nơi đối phương của chúng. Đã không biết bao nhiêu người cứng họng trước câu hỏi bất thần và vô cùng đểu cáng của tên thủ phó môn. Hắn hay chặn tụ lại giữa đường hỏi khơi khơi. Này, anh kia, anh cho tôi biết là anh tiến bộ được bao nhiêu phần trăm rồi? Dĩ nhiên là chẳng ai trả lời được, dù đó là một câu hỏi giản dị. Thường sau khi hỏi câu hỏi ấy thì tên môn thừa biết bọn tù sẽ ú ớ như nhau. Thế là hắn lại có dịp lên lớp một lô tiêu chuẩn trong xã hội mới cho những ai muốn tự đánh giá mình đã tiến bộ trong lao động đến mức nào. Nào là đã dám thọc hai tay vào đống kích chưa? Đã hết nhớ nhà chưa? Đã thật sự ý thức được việc đi học tập cải tạo là nghĩa vụ chưa? Đã nhận thức được hoàn toàn tội lỗi trong quá khứ của mình đối với Đảng, với Tổ quốc và với nhân dân chưa? Đã có can đảm đấu tranh sai trái, tố giác những hành động phản cách mạng còn tồn tại trong tập thể cải tạo viên chưa? Đã thỏa hiệp được với tư tưởng mình là mọi người vì mọi người vì mình chưa? Những tiêu chuẩn ấy thực sự cũng có một số đạt được, đặc biệt tiêu chuẩn đấu tranh sai trái, mạnh dạn tố giác. Một ngày đẹp trời tháng 6, tên môn thủ phó trại sau khi đi phép một tháng ngoài Bắc về, hắn cho tập hợp cả trại lại sinh hoạt ngoài trời một buổi. Trong buổi sinh hoạt ấy, hắn tuyên bố: 8 năm tôi đi xe chiến đấu, về đại thủ đô lần này khác hẳn. Cái gì cũng to, cũng rộng, cũng đẹp hơn. Thật đúng như là lời bác dạy, cả thủ đô đều đẹp như là công viên, sạch như là bệnh viện. Câu chuyện lan man một hồi, từ việc thủ đô đẹp như là công viên, sạch như là bệnh viện, hóa thành: thú thật là thủ đô ta không có giàu có bằng miền Nam. Tôi cũng đã có dịp ghé thăm căn cứ Nông Bình của tỉnh Biên Hòa, cũng ghé thăm cả Đà Lạt nữa. Tôi đồng ý cái kho Nông Bình của Ngụy lớn thật đấy. Lội quân phục của Ngụy nấy đem phát cho quân đội ta dùng 15 nữa chưa hết. Đà Lạt là một thành phố nhỏ mà cũng có đến là 4-5 cái hệ thống điện toán IBM. Trong khi thủ đô ta hình như là chỉ có một hệ thống do các đồng chí Liên Xô bố trí. Chung quanh bọn tù đều ngẩn ngơ vì lời nói mỗi lúc mỗi thêm phản động của tên môn. Riêng môn thì với tinh thần đi xa về nói phét, cứ thao thao bất tuyệt đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Kết thúc những chuyện cà kê thì hắn quay sang chuyện gia đình hắn. Người ta đi phép thì vui, với giọng buồn buồn của hắn kể: tôi đi phép không có buồn, cũng không có vui. Thì hắn nói: hời, tôi đó thì đi phép không có buồn mà cũng không có vui. Các anh biết không, tôi đi phép một tháng, số ngày đi đường vừa đi vừa hề về đã hết nửa tháng rồi. Nửa tháng ở nhà chỉ có đi thăm hàng xóm nén giềng, trồng thêm cho mẹ già được mấy cái gốc mướp, dăm cái nuống sắn khoai, và đêm xuống thì đi đái đi ngủ. Bọn tù cười rân rân. Tên thủ phó môn cũng phấn khởi tí đỉnh cho cái khôi hài có kết quả của chính mình. Hắn mới nói luôn: chứ không có đi đái đi ngủ thì làm gì bây giờ? Nửa tháng trời đi phép chẳng được gặp mặt vợ ngày nào, khổ quá, bà ấy lại đi công tác xa, đúng mà cái dịp tôi về phép. Hắn mới ngào ngán tắc lưỡi: cũng tốt thôi, coi như thế là vợ chồng tôi chưa có dịp gặp mặt nhau suốt 9 năm qua, chẳng biết bao giờ tôi lại mới được đi phép nữa. Vài ngày sau đó thì cả trại nhốn nháo vì tin đồn là thủ phó môn bị hạ tầng công tác. Cái lon trung úy quân đội nhân dân ăn hùng của hắn hình như cũng bay luôn. Một số anh em đi lao động trên bộ chỉ huy trung đoàn đã thấy hắn làm ăn nuôi, cũng vã mồ hôi đứng xới những cái chảo cơm nóng hổi như ai. Trước ngày môn hoàn toàn rời khỏi chức vụ trại phó trại L4T3, hắn đã lồng lộn đi xuống các khối để âm thầm truy lùng một cái gì không ai rõ. Chỉ thấy nét mặt của hắn đỏ gay như là một con gà lôi, miệng có tí mùi rượu và gặp ai cũng lẩm bẩm: cái đồ phản phúc, cái đồ phản phúc. Một tuần lễ kế nữa thì câu chuyện lại bị hạ tầng công tác của tên môn đã được sáng tỏ. Lệnh cho một ngày nghỉ lao động được ban ra.
Tù cải tạo trại L4T3 được dồn lên hội trường để nghe chính ủy trung đoàn xuống nói chuyện. Rồi thì cả trại tập họp ở trên hội trường như những lần trước đó vào lúc 8 giờ sáng. Mãi 8 rưỡi thì trên chính ủy mới xuống tới. Chính ủy trung đoàn có khác, hắn ăn mặc quân phục rất là chỉnh tề. Cái quân hàm trung tá đỏ rực rỡ ở trên cổ áo mặt trận, quần màu cứt ngựa. Con người hắn trông cũng có khác với những loại tên cán bộ cấp thấp. Dù trông còn rất trẻ nhưng mà hắn bệ vệ hơi sớm, vừa béo lại vừa lùn. Và nét mặt bóng bẩy với cái dáng đi nhanh nhẹn chứng tỏ một kẻ rất cơm no cơm ấm cặt. Lúc hắn được hai tên vệ binh hộ tống bước vào gần tới cửa của hội trường, tên thủ trưởng và tên chính trị viên Thảo của trại từ trong hội trường bươn bả chạy ra đón tiếp và chào kính rất là long trọng. Trong cung cách khúm núm của thuộc cấp đối với thượng cấp, người ta phải hoàn toàn xét lại cái câu khẩu hiệu của Cộng sản: quân đội nhân dân giản dị, liêm khiết, chống quan liêu. Ít phút sau thì tên trung tá chính ủy trung đoàn đã đứng trước máy ghi âm trên sân khấu. Hắn kiêu hãnh đưa đẩy vài câu chuyện về đời sống tập thể, về đời sống và quyền lợi của cải tạo viên, về tình nghĩa giữa cán bộ khung và cải tạo viên. Ba hoa một lúc thì hắn mới đi vào cái đề tài chính. Gần đây đó thì bộ chỉ huy trung đoàn có ghi nhận được một hiện tượng khá lạ, đặc biệt. Và do đó hôm nay tôi xuống nói chuyện với các anh em cải tạo về cái hiện tượng đó. Cái thứ nhất đó, để mà giúp anh em quán triệt cái vấn đề, củng cố cái niềm tin nơi nữa. Tuyệt đối là hơn nữa trong cái đường nối khoan hồng của Đảng, trước sau như một của cách mạng. Thứ hai là để nhắc nhở anh em rằng cái xã hội ta là cái xã hội công bằng nhất, thưởng phạt phân minh nhất và dứt khoát. Công ai làm để mà lấy hưởng, tội ai làm thì lấy chịu. Tên chính ủy nói tới đây thì bỗng đổi giọng hỏi: à, trại ta ai cầm căn nhỉ? Tên Thảo vội nhảy ra gọi lớn xuống dưới: Anh Hóa đâu rồi? Bên dưới một giọng người đứng lên: dạ anh Hóa, anh cầm căn đây hả? Anh lên đây bắt nhịp cho người ta hát một bài coi nào. Hóa lầm lũi tiến lên sân khấu. Anh đứng ở một cái góc sân khấu nhìn xuống mọi người và đề nghị: à, hôm nay anh em cùng hát bài Cách mạng mùa thu, các anh thuộc hết cả chữ. Hỏi xong thì không đợi trả lời, Hóa vung tay lên và miệng hát bắt nhịp: một mùa thu hai một mùa thu. Bên dưới thì đồng loạt cất tiếng hát: một mùa thu năm xưa cách mạng tiến ra, đất Việt bừng bừng nguồn sống, thanh niên tung gồng phá xiềng. Khi bài hát chấm dứt thì ngay cả tên chính ủy cũng vỗ tay thật là nồng nhiệt. Hắn mới nói: à, bài này đó hay nhỉ, các anh tự biên tự diễn đấy hả? Nhiều người bên dưới ngạc nhiên. Đây là một hành khúc nổi tiếng của Phạm Duy soạn hồi kháng chiến. Tại sao trên chính ủy trung đoàn không biết hả? Nhưng nếu quan sát kỹ một tí vào nguyên tắc dùng cho mặt trận tuyên truyền của Cộng sản, người ta cũng không ngạc nhiên. Trên mặt trận văn hóa và đối với lại Cộng sản, nó đồng nghĩa với một mặt trận tuyên truyền. Cộng sản khác quốc gia, ít nhất là quốc gia Việt Nam, ở chỗ là chúng vô cùng cẩn trọng trong việc sử dụng tác giả và tác phẩm. Trong xã hội Cộng sản dứt khoát không thể tìm ra được hạng văn nghệ sĩ chân trong chân ngoài. Cái kiểu đứng núi này trông núi nọ, hoặc là săn đỏ vỏ đỏ lòng với chúng, hoặc là viết lách lập lờ đánh lận con đen như là một số thằng văn nhạc sĩ ở miền Nam trước kia, ắt không còn chỗ đội nón tức thì. Cũng nằm trong cái chiều hướng cực kỳ cẩn trọng ấy trên hệ thống phát thanh của Cộng sản sau 30 tháng 4. Người miền Nam lắng nghe mãi để tìm thấy những cái tên quen thuộc như là Văn Cao, trừ bài Quốc ca nhưng đã có tin đồn sẽ thay đổi nay mai, Đoàn Chuẩn Từ Linh, Doãn Mẫn, nhưng hầu như rất hiếm hoi được nghe thấy nhạc của những nhạc sĩ cách mạng gốc trí thức tiểu tư sản này. Thay vào đó toàn là những cái tên lạ hoắc như là Xuân Hồng, Huy Du, không phải là những cái nhóm nhạc sĩ đàn ăn, không cúc cung tận tụy phục vụ Đảng. Nhưng vì đường lối vô sản chuyên chính Cộng sản, những người gọi là cũ, có tí dây mơ rễ má với lại thuốc phiện, với cô đầu,
Tim Móc từng trải qua một thời văn hóa Phú Lang Sa phản động, thì giả như có quá cần, chúng cũng chỉ sử dụng tí đỉnh trong buổi giao thời mà thôi. Tới lúc chúng đã đào tạo được một thế hệ mà chúng gọi là thế hệ trí thức và xã hội chủ nghĩa, thì lớp cũ coi như là xong, coi như là một mớ rác và sẽ bị quăng vào cái thùng rác của lịch sử. Nếu như vì một lý do ngoại lệ nào đó chưa thể quăng hết vào thùng rác lịch sử được, những văn nghệ sĩ lớp cũ cũng chỉ được đóng góp đền ơn cách mạng một cách vô cùng khiêm tốn, và việc các tác phẩm của họ được nhà nước phổ biến rộng rãi tuyệt nhiên không bao giờ xảy ra. Đó là với những người cũ vì lý do này lý do nọ ở lại miền Bắc để phục vụ chế độ cộng sản, nói chi một người như Phạm Duy.